Sunny Doan xin chào anh chị và các bạn. Rất là vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Doan. Thì mấy bữa thì Sunny Doan đứng ở bến Bạch Đằng, nhìn qua bên vùng đất Thủ Thiêm. Thì với cái video clip này, Sunny cũng muốn mời anh chị, chúng ta từ bên vùng đất Thủ Thiêm, chúng ta nhìn về bến Bạch Đằng, con đường Nguyễn Huệ. Phía trước mặt anh chị đó là bến Bạch Đằng đó anh chị. Bây giờ thì khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4 tây tháng 4 2022. Đây là khu vực cột cờ Thủ Ngữ nè anh chị. Cầu Quay Khánh Hội. Hôm nay thì Sunny qua đây uống cà phê. Tưởng là ngắm hoàng hôn nhưng mà hôm nay mây mù anh chị, nên chính vậy không có ngắm hoàng hôn thôi. Cứ rủ anh chị, mời anh chị chúng ta uống cà phê với Sunny, sau đó chúng ta đi vòng vòng mảnh đất Thủ Thiêm này vào một buổi tối. Thì đối với khu vực này đó anh chị, đây là một cái địa điểm mà giới trẻ cũng tối tối ra đây cũng ngồi hóng mát, uống cà phê với người yêu. Đây là cái khu vực quán xá. Hiện tại là nước sông đang lên đó anh chị. Chúng ta sẽ xuất phát từ đây, đi vòng vòng gửi anh chị cập nhật hình ảnh vùng đất Thủ Thiêm anh chị ha, vào buổi tối. Đây là một cái con đường hàng bàn. Ở đây có một cái đình làng nè anh chị, ở vùng đất Thủ Thiêm. Đó, đây là cái khu vực giới trẻ. Bây giờ thì chưa đông đâu, thì khoảng 8 giờ trở đi thì rất là đông. Sunny thì uống, không phải uống cà phê anh chị, Red Bull. Red Bull tăng lực. Rất là vui quay những cái clip này gửi anh chị. Để ủng hộ kênh Sunny thì anh chị nhớ cái gì đăng ký kênh nếu chưa đăng ký, hoặc là thấy video clip này thú vị thì anh chị nhớ chia sẻ với những người quen bạn bè anh chị ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên xe gắn máy đi một vòng nha anh chị, để coi cập nhật vùng đất Thủ Thiêm buổi tối thì nó như thế nào. Rồi mời anh chị nha, đi cùng với Sunny. Buổi tối ngồi bên đây thì rất là lung linh, và ở đây thì có một số du thuyền nè anh chị. Du thuyền trên sông thì tối tối trên đó có nhà hàng, để là vừa ăn uống rồi du thuyền sẽ chạy dọc cái dòng sông Sài Gòn này. Những chiếc tàu chở container về cảng. Rồi, thôi chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha. Rất là lung linh. Rồi mời anh chị lên xe, chúng ta sẽ đi một dọc Thủ Thiêm nha anh chị ha, để cập nhật buổi tối. Xin lỗi anh chị, hồi nãy là địa chỉ là đường Cây Bàn Thủ Thiêm chứ không phải là đường Hàng Bàn. Rồi mời anh chị. Nước sông đang lên, ở đây bắt đầu là nó ngập lấp xấp nè, hàng quán nè. Rồi mình lội nước nha anh chị ha, anh chị nhớ co giò lên nha. Bàn ghế là phải đưa lên, không nó trôi vậy anh chị. Ghế đối với khu vực này là bây giờ thì mình nói là Thủ Thiêm quận 2, nhưng mà nó bây giờ thuộc Thủ Đức, thành phố Thủ Đức. Để đi qua đây thì anh chị có thể từ quận nhất đi hầm Thủ Thiêm, và ở đây là cái nắp hầm nè anh chị. Xin đi chạy trên cái nắp hầm đây. Bây giờ cái hướng này là chúng ta về nhà thờ. Rồi xong sau này thì có một cây cầu Ba Son nữa. Thì đi qua đây thì dễ dàng. Đối với cái mảnh đất này ngày hôm nay thì nó phát triển dữ lắm anh chị. Tất nhiên là để có nhà bên đây là cả là một vấn đề. Những cái giá nhà muốn té xỉu, bứt ngựa. Ở đây thì nó hơi tối. Bạn trẻ, đa số là các bạn trẻ qua đây anh chị. Bàn ghế qua đây ngồi ngắm về bến Bạch Đằng, rồi tâm sự, loài chim biển. Sunny sẽ đi chậm chậm ha, để về nhà thờ Thủ Thiêm. Cứ là nói anh chị bên kia là nhà thờ Thủ Thiêm, mảnh đất Thủ Thiêm mà chưa bao giờ, rất ít khi nào mà qua đây. Rồi nay cứ lẩn thẩn đi. Rồi anh chị nhận hình ảnh này, sau đó mình sẽ đi vào một cái căn hộ cao cấp có tên là Empire City. Nhìn gần lại để chia sẻ với anh chị cái hình ảnh này. Anh chị có bao giờ mà đi phà Thủ Thiêm chưa? Sunny đã đi rồi, đã từng đi rồi anh chị. Cũng rất là vui đi cái phà Thủ Thiêm đó. Bây giờ thì không còn phà nữa. Và đây là cái nhà thờ, nhà thờ Thủ Thiêm. Ngày xưa thì còn tranh chấp, nhưng mà bây giờ nhà thờ thì vẫn còn giữ nguyên lại anh chị. Và cũng xin chia sẻ với anh chị, lúc mà giải tỏa đền bù đó, rồi bên đây thì cũng thương cho những cái người mà người ta ở bên Thủ Thiêm lắm. Có rất là nhiều cái câu chuyện về vùng đất Thủ Thiêm này. Đây, ở khu vực nhà thờ Thủ Thiêm đây, một ngôi nhà thờ cổ của vùng đất Thủ Thiêm. Mấy bữa là Sunny cũng vào quay, nhưng mà trà sứ ra rất là nhẹ nhàng. Xin lỗi là vì nó có vấn đề nhạy cảm nên vậy, xin lỗi cháu. Nghe mà nó mát ruột thì mình cũng hiểu, nên thôi. Cái này con đường này nó tối thui à. Rất là nhiều con đường, mình cứ đi vòng vòng buổi tối, cứ đi vòng vòng. Chia sẻ với anh chị, cái hướng này á, sau này thì nó có một con đường nhựa dọc theo dòng sông Sài Gòn bên đây nè, rồi nó đi tới cầu Ba Son. Trời chiều nay mưa anh chị, thời tiết Sài Gòn thì cứ chiều chiều lại thường mưa. Thôi kệ mưa cho nó mát chứ không oi bức lắm. Ban ngày thì khoảng là 35-36 độ, nóng lắm. Đường này tối thui anh chị thấy không? Chỉ cần khoảng 20 năm nữa, 10 năm nữa thôi thì nó khác hoàn toàn. Có một cái chú khán giả trên kênh nói trời ước sao mà tôi ở trên đây, thôi chắc để kiếp sau kiếp sau, chứ kiếp này là không được rồi. Dạ không kiếp sau thì kiếp này mình cùng đi ngắm. Đó, xa xa thì cái khu vực Wincom Central Park và Landmark 81. Và mé trái thì cây cầu Ba Son. Đây là cái vị trí của phà Thủ Thiêm nè anh chị. Vị trí phà Thủ Thiêm ngay góc này. Tối thui thì anh chị thông cảm ha, để đi để anh chị thấy nó hiện trạng hiện nay thì nó như thế nào. Quanh thì cái chung cư nè, căn hộ cao cấp, thì một lát Sunny sẽ đi vào đó đó anh chị, để anh chị coi coi nó như thế nào. Thì dọc cái dòng sông Sài Gòn thì có những cái địa điểm tụ điểm uống cà phê. Đây là cũng là một cái tụ điểm để các bạn trẻ lại uống cà phê, và tương lai cái địa điểm này rất là đẹp vì nó ngay cái cầu Ba Son. Anh chị thấy không, cái góc mà tối mé bên trái là cái bến phà năm xưa đó. Đây cũng là một cái địa điểm người ta xếp bàn để uống cà phê. Đây, cây cầu Ba Son nối qua con đường Cường Để đó, mấy bữa nay là Sunny quay đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi một đoạn nữa anh chị ha. Sunny tạm tắt tại cái đường đi vô tối quá, bây giờ quay lại thì nó tốn thời gian anh chị. Sunny gặp lại anh chị trên nắp hầm Thủ Thiêm. Và cái hướng này hồi nãy là Sunny uống cà phê đó anh chị. Đó, cái hướng này đi vô ngập nước đó, dọc cái dòng sông Sài Gòn. Bây giờ thì Sunny bắt đầu là mời anh chị, chúng ta sẽ đi vào cái khu dân cư cao cấp để anh chị hình dung nha, hình dung coi ở cái khu vực này như thế nào. Cái này thì nó có một cái tên rất là kêu, đó là Empire City. Về giá cả thì Sunny không rành đâu, để mình tham khảo trên Google rồi mình insert cái giá để cô chú anh chị và các bạn hình dung thôi. Mình cứ đi vào bên trong nha. đây là một cái khu dân cư cao cấp, anh chị thấy không, quá là VIP luôn. Vô đây thì anh chị sẽ rất là ngỡ ngàng, chúng ta nhận không ra, đường phố trong đây nhận không ra luôn anh chị. Quán ăn, quán cà phê. Hiện tại thì cũng có người ở rồi nhưng mà cũng vắng. Vắng chứ không có đông. Tương lai thì ở khu vực này nó phát triển, một lát là Sunny sẽ mạo muội đi vòng vòng ở khu vực phía sau của cái building này nè, để anh chị biết. Đây có một cái công viên rất là lớn. Thì đối ở khu vực này thì quá an ninh rồi anh chị. Nhưng mà cũng còn vắng lắm, vắng vẻ lắm. Ở đây có những cái CVS, cửa hàng tiện lợi, công viên, và tất nhiên là cũng có bảo vệ khắp nơi. Công viên rất là đẹp. Khu vực công viên nè, đường xá chạy thật chậm để anh chị nhìn ngó nha. Đường xá thì sau này làm ra rất là nhiều anh chị, nhiều lắm. Inspire. Ở đây có một cái con đường không biết đi đâu mà người ta không cho mình đi, có cái chặn rồi. Ở đây thì cũng có một con đường nhưng mà nó sẽ bích lối anh chị. Tại vì trước khi mà đi quay rồi anh chị đó thì Sunny cũng có đi thử coi rồi, đi thử coi như thế nào. Nên nếu đúng ra nếu bình thường là mình phải đi bên kia, nhưng mà đường này nó chưa mở. Ở đây có một cây cầu để bắt qua. Ngay chỗ con đường hầm chui có cái cầu bắt qua, và ở đây có một cái hệ thống đường rộng lắm. Đó. Buổi tối thì chúng ta sẽ nhìn nó rõ. Ý, ban ngày thì chúng ta sẽ nhìn nó rõ ràng hơn, nó sâu hung hút suốt dưới kia. Đây cái tòa nhà. Thì xa xa thì chúng ta thấy một cái dãy chung cư ở hướng Sala. Sala. Một tí thì Sunny sẽ đi cái khu vực Sala đó gửi anh chị. Cái khu vực này đó để giải thích bây giờ nó mông lung quá, thì giải thích cho anh chị để mà qua khu vực này đó cho nó dễ dàng, cho cái việc chúng ta đi cho nó vui á, để hình dung. Về hình dung thì nó bên mảnh đất Thủ Thiêm, ngay chỗ phà Thủ Thiêm năm xưa, hoặc là chúng ta đi hầm Thủ Thiêm thì nó sẽ dẫn qua đây. Thì có cái khu vực dọc dòng sông, rồi cái khu dân cư thứ hai đó là ngay chỗ Sala. Đối với khu vực này thì nó giao thông rất là thuận tiện. Nó tại vì nó cũng gần với lại con đường cao tốc Sài Gòn Long Thành Dầu Dây. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra anh chị ha, đi ra. Đây là cái trạm điều hành của hầm Thủ Thiêm đây. Rồi tới đây xin đi tạm stop nha. Lát gặp nữa, gặp anh chị ở khu vực Sala. Sau khi chạy một vòng thì Sunny đang đứng ở khu dân cư Sala. Cái này là thuộc phường An Lợi Đông, nó dọc dòng sông Sài Gòn luôn anh chị. Hồi nãy đi thì sợ mất công là tốn thời gian anh chị đó, nên cứ tắt tới tắt lui. Còn cũng xin lặp lại, cứ qua hầm Thủ Thiêm, từ quận nhất qua hầm Thủ Thiêm là quẹo phải là vô cái khu vực này, rồi xong có những con đường để men ra dòng sông Sài Gòn. Đây là những cái khu dân cư cao cấp lắm anh chị. Và con đường là thẳng phía trước đó thì chúng ta cũng có thể đi ra chợ Thị Nghè được luôn anh chị ha. Bây giờ thì Sunny sẽ chạy vòng vòng ở khu vực này để anh chị hình dung. Còn nhà cửa ở đây thì cũng khoảng là cao giá lắm anh chị. Cỡ khoảng là hơn 20 mấy tỷ, 20 mấy 30 mấy tùy. Còn cái chung cư này đó, căn hộ chung cư này thì khoảng là cả chục tỷ. Cái này là Sunny đoán chưa chính xác nhanh gì ha, nó có thể là hơn cái mức đó. Anh chị cứ lên buồn lên, cứ anh chị thấy cái khu vực nào mà Sunny đi đó có cái chữ đó, anh chị cứ lên Google anh chị search bất động sản Sala quận 2 thì nó sẽ ra khu vực này, thì anh chị sẽ đón giá, thì lúc đó chúng ta sẽ hình dung giá nhà cửa như thế nào. Nếu mà Sunny làm bất động sản thì Sunny sẽ cập nhật giá nó chính xác, nhưng mà đôi khi thì nói khoảng khoảng để chị hình dung. Đối với khu vực này thường thường là người ta không có xây nhà cao tầng anh chị, chỉ có 5 tầng thôi, 5-6 tầng thôi, và đa số là cây xanh, dành lại cây xanh. Và ở đây có cái hồ nè, những cái khu vực công viên. Đây là những cái công viên của cộng đồng luôn nha anh chị, người ngoài vào cũng được. Quán cà phê, bây giờ thì mấy bữa thì dịch cúm thì khu vực này cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bây giờ quán cà phê, Highland Coffee, nhà hàng đều được mở ra rồi anh chị. Đây là cây cầu để bắt qua mé hướng bên kia đó, cầu có cái ánh đèn rất là đẹp. Một lát thì Sunny sẽ đi qua một cái cầu, nó có cái bông Sa La biểu tượng cho của khu vực này. Ở đây thì có một cái công viên bên một cái hồ nước rất là sạch, có người chăm chút tỉa tót cây cảnh. Đối với bất động sản thì Sunny có cảm giác giống như bong bóng nha. Mắc gì nó mắc bà cố luôn á, làm sao mà người dân mua được. Người kể cả người khá không mua được anh chị. Giàu thì không biết như thế nào, giàu nhiều lúc giàu mà gọi là thuộc lại khá giả Sài Gòn cũng chưa chắc gì mua được. Còn đối với chung cư này thì có một số người ta đi làm rồi người ta vay ngân hàng, người ta mua cho trả dần tùy theo cái lãi suất, tùy theo cái thương lượng số năm. Đây là bông Sa La. Sau này khu vực ở Thủ Thiêm quận 2 này thì nó rất là phát triển. giờ là thuộc là thành phố Thủ Đức, nó phát triển hơn kể cả bên quận nhất luôn anh chị. Quận nhất là nó cũ rồi. Đây là cũng đang xây dựng, ở khu vực đây xây dựng, còn cái khu này đã xây xong. Nói chung là dân cư thì đối với chung cư nè, người ta về người ta ở nhiều rồi, sáng đèn, nhưng mà đối với những căn nhà này thì nó vắng lắm. Sunny sẽ đi vào những con đường này để anh chị hình dung. Không biết là camera quay 4K thì anh chị thấy như thế nào, và Sunny chạy cũng rất là chậm, chạy như rùa bò vậy đó. Nếu mà anh chị xem Sunny lâu rồi đó thì cái khu vực này Sunny cũng đã có quay rồi, nhưng mà sẵn tiện thôi mình quay gửi anh chị những hình ảnh. Tại vì cái đợt dịch cúm thì nhà nhà đều đóng cửa, nhưng mà giờ cái cúm thì vẫn còn, nhưng mà mọi cái hoạt động cũng trở lại bình thường rồi, mình coi nó như thế nào. Mình quẹo qua đây anh chị ha, quẹo đây mình đi mang theo một số con đường nữa. Vậy nhà này thì anh chị thấy tín hiệu là không, chưa có ai ở, đèn thì sáng trưng vậy đó. Nhìn thấy như thế này mà nhìn thấy ớn ớt. Rồi chúng ta quẹo ra mé trái là chúng ta sẽ đi ra cái quốc lộ. Chúng ta quẹo một vòng ở đây, cũng còn vắng lắm anh chị ơi, vắng vẻ lắm chứ nó không có đông đúc. Những cái con đường này nó vắng nè, nó cũng giống như thế này thôi. Tại sao mà Sunny lại thích đi những con đường nhỏ nhỏ như thế này thì nó cái hình ảnh nó lên nó đẹp lắm anh chị. Chị thấy những hai dãy nhà thẳng tắp, nhìn lên hình ảnh rất là đẹp. Nhà liền kề, anh chị cứ search Sala anh chị ha. Sala thì nó sẽ ra giá cả anh chị để anh chị hình dung. Giờ Sunny sẽ đi ra cái khu mà biệt thự coi như thế nào. Cũng vui mừng mấy hôm nay thì chính vì sự hỗ trợ chia sẻ của anh chị đó nên cái lượng sub nó cải thiện, lượng đăng ký cải thiện rất là đáng kể. Và cái việc mà chuẩn bị cũng đến cái mức đạt nút bạc 100.000 người đăng ký rồi. Nên cái gì anh chị ủng hộ Sunny thêm bằng cách là chia sẻ anh chị ha, để cho nó nhanh. Định là mùa hè này sẽ khui nút bạc, ngồi được tâm sự với anh chị, nói chuyện với anh chị. đó, bên cái khu vực này để anh chị nhìn ngó vui lắm. Chuẩn bị nút bạc rồi vui lắm, cái đó là không có tiền bạc gì anh chị, chỉ là một cái nút để tượng trưng thôi, tượng trưng thành quả mấy năm nay cực lực. Anh chị cái gì hỗ trợ Sunny, động viên Sunny, khích lệ Sunny, ủng hộ Sunny bằng cách là chia sẻ cái video clip để mọi người biết kênh Sunny và đăng ký nếu chưa đăng ký, để cho sớm sớm đạt nút bạc cho nó vui, vui cửa vui nhà. Sunny sẽ đi thẳng nha, đi thẳng đi qua bên kia, bên kia là biệt thự anh chị, không biết người ta có cho đi vào không. Không vào thì mình thôi, không cho vô thì thôi, làm ghê vậy. Đó, đèn đỏ đợi chút xíu. Nói chung là bên đây cũng vắng vẻ anh chị, vắng lắm, chỉ có các bạn trẻ thường thường đó thì đi ra sông Sài Gòn ngồi uống cà phê ngắm về Sài Gòn bến Bạch Đằng thôi. Chứ trong đây thì kinh doanh thì anh chị thấy quán cà phê cũng lèo tèo vài người khách. Cái này chỉ tương lai thôi, nhưng mà mắc quá, người nghèo làm sao mà có tiền mà mua. Rồi mình cứ đi thẳng vô bên trong kia coi có cái gì, có cái gì không biết, nó có rau trắng không đây. Có rau, bị rau trắng đây, không có đi vào được, mình sẽ quẹo ra, mình sẽ đi ngõ khác. Đi quẹo ở dưới đây nữa anh chị, để coi có đi được không, chứ cái kia là quốc lộ rồi. Rồi, tới đây mình sẽ quẹo vào. Cái này là spa. Có rau rồi đó, đây là những cái khu biệt thự anh chị đó, có bảo vệ thôi. Rau rồi, để hôm nào Sunny sẽ cập nhật cho anh chị sau nha. Chứ người ta rào rồi tự nhiên mình đi vào mất công. Rồi con đường này nếu mà anh chị đi thẳng hoài luôn thì nó có gặp một cây cầu Thủ Thiêm, cũng cầu mới thôi. Và từ đó thì chúng ta sẽ về chợ Thị Nghè, cầu Thị Nghè, rồi về sở thú vẫn được. Nếu mà đi về chợ Bến Thành thì quẹo trái thì chúng ta sẽ là đi hầm Thủ Thiêm. Và tới giao lộ này thì khi mà đi bên phải thì chúng ta sẽ ra xa lộ Biên Hòa, nay là xa lộ Hà Nội. Rồi ngay chỗ gần cầu Rạch Chiếc đi thẳng là về chợ Thị Nghè và quẹo trái là hầm Thủ Thiêm. Và tới đây thì Sunny cũng rất là vui, buổi chiều tà mời anh chị chúng ta cập nhật những hình ảnh bên vùng đất Thủ Thiêm ngày hôm nay như thế nào. Thân ái mến chào anh chị và các bạn, và không quên kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Để ủng hộ kênh Sunny thì anh chị nhớ đăng ký nếu mà chưa đăng ký, hoặc là chia sẻ với bạn bè để cập nhật cái hình ảnh Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào. Thân ái mến chào anh chị, hẹn gặp anh chị trong những cái clip tiếp theo của Sunny Doan. Thân ái mến chào, bye bye, hẹn gặp lại.